Chào mừng quý khán giả đến với bản tin bóng đá tổng hợp sáng thứ tư ngày 10 tháng 7 của Yêu Bóng Đá Phải Gồn. Những diễn biến cập nhật hấp dẫn của trận bán kết Euro đầu tiên giữa Pháp và Tây Ban Nha sẽ là tâm điểm của bản tin ngày hôm nay, bên cạnh một số thông tin làm nóng cho trận bán kết thứ hai giữa Anh và Hà Lan. Ngoài ra, tin tức của những câu lạc bộ tên tuổi bạn yêu thích cũng sẽ có mặt trong clip dưới đây. Không để quý vị và các bạn phải đợi lâu, hãy cùng chúng tôi bắt đầu bản tin ngay thôi. Tây Ban Nha hiên ngang tiến vào chung kết sau cuộc lội ngược dòng kinh điển trước Pháp. Trận bán kết Euro 2024 giữa Tây Ban Nha và Pháp đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính, đúng như tên gọi chung kết sớm của nó. Cuộc đại chiến giữa hai trường phái công và thủ, giữa đội bóng ghi nhiều bàn nhất và đội bóng để thủng lưới ít nhất giải. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi đội bóng được đánh giá thực dụng hơn là Pháp sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 9. Nhưng Tây Ban Nha đã chứng minh vì sao họ là hàng công lợi hại nhất Euro khi ghi liền hai bàn trong 4 phút để giành tấm vé đầu tiên vào vòng chung kết. La Roja sẽ chờ đợi đối thủ là đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và Hà Lan. Nhưng ngay lúc này, họ chính là đội bóng có khả năng cao nhất lên ngôi vương tại Euro năm nay. Thần đồng 16 tuổi được Messi nhả vía phá 3 kỷ lục tại Euro 2024. Phút 21 trong trận bán kết Euro 2024 giữa Tây Ban Nha và Pháp, nhận đường truyền từ Morata, Lamine Yamal đã có động tác đi bóng cực khéo rồi tung cú sút từ ngoài vòng cấm. Bóng lượn như một đường cong đẹp mắt, vượt qua tầm với của thủ thành Pháp, chạm nhẹ cột dòng rồi bay vào lưới. Chúng tôi gọi đó là khoảnh khắc của thiên tài. Bởi Lamine Yamal mới chỉ có 16 tuổi, 362 ngày tính đến thời điểm trận bán kết Euro 2024. Đó là siêu phẩm cực kỳ mãn nhãn với tốc độ 102 km/h từ khoảng cách 25m. Thi đấu xuất thần, Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân tại Euro, cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Euro, cầu thủ trẻ nhất kiến tạo tại Euro. Đó là những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Và nếu như các bạn chưa biết, thì Yamal có mối cơ duyên cực kỳ đặc biệt với Messi khi từng được Enpulga tắm trò vào lúc 5 tháng tuổi. Có lẽ Leo đã có cú chạm tạo ra một thiên tài bóng đá, chuyển nhân của mình. Báo chí thế giới bùng nổ vì siêu phẩm của Lamine Yamal. Truyền thông quốc tế đang sôi sục trước siêu phẩm của sao mai Lamine Yamal ghi vào lưới của đội tuyển Pháp trong trận bán kết Euro 2024. Tờ Sky Sport Football không ngần ngại đưa ra nhận xét. Cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn tại một giải vô địch châu Âu. Xuất sắc quá, Lamine Yamal. Ngoài ra, tờ BBC Sport cũng dành lời khen cho Yamal. Một cú sút ngoạn mục từ cầu thủ 16 tuổi. Chưa dừng lại ở đó, trên các trang xã hội, tất cả đều tỏ ra thán phục và bất ngờ trước siêu phẩm của tài năng trẻ người Tây Ban Nha đã vẽ ra trên sân vận động Allianz Arena. Trọng tài tay tiếng bắt trận Anh với Hà Lan, huấn luyện viên Southgate nói gì? Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh, ông Gareth Southgate, mới đây đã chia sẻ quan điểm của mình về việc trọng tài đầy tay tiếng Felix Jouweyer sẽ là người bắt chính trận đấu giữa Anh và Hà Lan trong khuôn khổ bán kết Euro 2024. Không, tôi chẳng quan tâm trọng tài trận đấu là ai. Anh ấy sẽ ở tiêu chuẩn rất cao, bởi đó là cách mà Euro đã đưa ra quyết định, cách mà họ sẽ giám sát các trận đấu diễn ra trong giải đấu. Với tôi, đó thậm chí còn không phải là điều khiến tôi phải cân nhắc. Nhà cầm quân người Anh trả lời phỏng vấn trước trận đấu bán kết. Trọng tài Felix Jouweyer đang là tâm điểm của sự chú ý trong trận đấu giữa Anh và Hà Lan. Sở dĩ là vì ông từng bị cấm làm nhiệm vụ 6 tháng sau khi nhận hối lộ ở một trận đấu thuộc giải hạng từ Đức cách đây 20 năm. Sau đó, ông Jouweyer đã trở lại với công việc của mình. Nỗ lực không ngừng được cầm còi ở các giải đấu hàng đầu nước Đức cũng như châu Âu. Tuy nhiên, cộng với việc trọng tài Euro 2024 đang bị đặt một dấu hỏi lớn, nhiều người đã không khỏi nghi ngờ liệu ông Felix Weyer có đủ khả năng để đảm bảo chất lượng chuyên môn trận đấu giữa Anh và Hà Lan hay không. Menu phá kỷ lục Euro trong lần đầu tiên tham dự. Tiền vệ trẻ tài năng của Manchester United đã điền tên mình vào lịch sử giải đấu châu Âu với khả năng chuyền bóng đỉnh cao. Cụ thể, Menu gắn tượng mạnh với độ chính xác đường chuyền đạt 96%. Một con số cao nhất mà ông ta từng ghi nhận đối với một tiền vệ trong lịch sử giải đấu vô địch châu Âu. Sao mai của Tam Sư đã hoàn thành 133 trong số 138 đường truyền tại giải đấu, cho thấy sự ổn định và chất lượng cho lối chơi của mình. Phóng viên James Benji của CBS Sport cũng đã chỉ ra rằng trong số 132 cầu thủ thực hiện hơn 100 đường truyền tại Euro 2024, Menu xếp thứ 131 về tỷ lệ đường truyền lên phía trước với chỉ 13%. Điều này cho thấy Menu thiên về lối chơi kiểm soát bóng và truyền chính xác, giúp cân bằng hàng tiền vệ của đội tuyển Anh bên cạnh Declan Rice, một cầu thủ có thiên hướng phòng ngự nhiều hơn. Với phong độ hiện tại, Menu được kỳ vọng sẽ ra sân ngay từ đầu trong trận bán kết Euro 2024 với Hà Lan. Sự xuất hiện của anh sẽ mang đến hy vọng cho người hâm mộ đội tuyển Anh, hy vọng vào một kỳ tích mới từ tài năng trẻ này trên con đường chinh phục danh hiệu châu lục. Roy Keane dự đoán kết quả trận bán kết giữa Anh và Hà Lan. Roy Keane, cựu đội trưởng của Manchester United, không ấn tượng với màn trình diễn của Hà Lan trước Thổ Nhĩ Kỳ và hy vọng anh sẽ giành chiến thắng tại Dortmund để tiến vào trận chung kết Euro 2024.
Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Gareth Southgate và các cầu thủ rằng họ sẽ phải cải thiện để có thể đánh bại đội chiến thắng trong trận bán kết còn lại giữa Tây Ban Nha và Pháp. Tôi nghĩ đội tuyển Anh sẽ giành chiến thắng trong trận bán kết gặp Hà Lan, Keane chia sẻ trên chương trình Stick to Football. Chúng tôi đã xem trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan và tôi tin rằng Anh sẽ vượt qua được Hà Lan. Nhưng nếu đối đầu với Pháp hoặc Tây Ban Nha, trình độ hiện tại của Anh có lẽ sẽ không đủ. Nhưng chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó khi đến. Huấn luyện viên trưởng Argentina rủ các đội tuyển châu Âu dự Copa America. Ở cuộc họp báo trước trận bán kết Copa America 2024 giữa Argentina và Canada, huấn luyện viên Scaloni đã nhận câu hỏi về việc Copa America hay Euro khó vô địch hơn. Ông trả lời: "Tôi không nghĩ sẽ có khó khăn trong việc chuyển từ giải đấu này sang giải đấu kia. Có một vài đội tuyển mạnh đã vào bán kết Euro. Đó là những đội tuyển mà Argentina đã đối đầu tại World Cup và mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp với chúng tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi có thể tham dự Euro rồi vô địch." Sau đó, Scaloni tập trung vào câu hỏi và tiếp tục: "Hoặc có thể là có. Tôi nghĩ trình độ rất đồng đều và tôi muốn các đội tuyển châu Âu một ngày nào đó được mời tham dự Copa America để xem thi đấu tại Copa America như thế nào và ngược lại." Đồng đội cũ khuyên Ronaldo ra từ sự nghiệp quốc tế. Theo Roy Keane, đồng đội cũ tại Man United, Ronaldo không còn đẳng cấp để tỏa sáng ở những giải đấu quốc tế. Cựu đội trưởng Quỷ Đỏ chỉ ra lỗi của Ronaldo trong các pha dứt điểm, đánh đầu và qua người, những thứ từng là sở trường. Cậu ấy có thể tiếp tục thi đấu, nhưng không phải ở bóng đá quốc tế. Keane nói thêm: "Bạn có thể níu chân người khác và điều đó không tốt cho cả đội." Đồng đội cũ khăng Gary Neville có chung quan điểm với Keane. Neville cho rằng Ronaldo tạo ra sự độc đoán với đồng đội, huấn luyện viên và cả đất nước. Theo cựu hậu vệ, cầu thủ đôi khi nên tự biết dừng lại. Nhưng một số cầu thủ không hiểu điều này và không ai dám nói cho họ. Ronaldo tạo ra sự độc đoán rất lớn, gần nhất là ở Man United. Neville nói thêm. Arsenal muốn chiêu mộ thần tài tuyển Tây Ban Nha. Sau hàng phòng ngự, mục tiêu tiếp theo của Arsenal là tiền vệ trung tâm Mikel Merino, là cầu thủ đang được ban lãnh đạo pháo thủ quan tâm theo thông tin từ nhà báo David Ornstein tại ở một nước Anh. Huấn luyện viên Mikel Arteta đánh giá rất cao tài năng và nền tảng thể lực tốt của Mikel Merino. Việc anh từng có kinh nghiệm thi đấu ở Premier League với Newcastle cũng là một điểm cộng lớn. Mặc dù Mikel Merino vừa bước sang tuổi 28 và điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ đi ngược lại triết lý mua sắm của Arsenal. Tuy vậy, Mikel Merino sẽ được huấn luyện viên Mikel Arteta xem như nhân tố bổ sung kinh nghiệm cho đội hình trẻ của Arsenal hiện tại, tương tự như cái cách họ mang về Leandro Trossard hay Jorginho. MU tiến sát tân binh đầu tiên trong hè 2024. Theo nhà báo Nabil Diendit của France Football, Linh đã chấp nhận lời đề nghị trị giá 42 triệu bảng của Man United cho Lenny Choro, gác khổng lồ ngoại Anh đang cố gắng chiếm lấy mục tiêu của Real Madrid. Real mở lại đàm phán với ma tốc độ người Canada. Theo Diario AS, Real Madrid đang lên kế hoạch mở một cuộc đàm phán với Bayern Munich về khả năng chiêu mộ hậu vệ cánh trái Alphonso Davies trong mùa hè này. PSG tranh Kimmich với Barca. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, PSG đã đưa Joshua Kimmich vào danh sách rút gọn chiêu mộ ở phiên chợ hè năm nay. Ngoài PSG, Barca cũng muốn có tiền vệ của Bayern Munich, nhưng khó có đủ tiềm lực tài chính cạnh tranh với đội bóng nước Pháp. Trên đây là tất tần tật bản tin bóng đá ngày 10 tháng 7 với những nội dung nóng liên tục được cập nhật. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi bản tin của Yêu Bóng Đá Phai Gôn. Hãy để lại comment với thông tin bạn thấy đặc sắc nhất và muốn thảo luận cùng các em nhé.